Chào mọi người, chúng ta lại đến với cái tổng hợp tin tức của một số cái cặp coin mà David yêu thích. Bộ sưu tập của mọi người là cái gì? Bộ sưu tập của David gồm một số coin. Có những người đánh 20 con nhưng mà thực ra cái hiệp đấu của chúng ta chỉ nên có 3 con hoặc 2 con mà thôi. Chúng ta cần phải đa dạng hóa về Bitcoin nhiều hơn. Chúng ta phải đa dạng hóa Ether nhiều hơn, bởi vì Ether và Bitcoin sẽ gồng gánh được cái giá mà nó rất thấp. Vậy thì có những người mua Ripple ở 0.6 thì đai rồi, nhưng mà có những người mua Ripple ở 0.6 rồi đa dạng hóa ở 0.5, 0.4, 0.3 và 0.2, chúng ta cũng có được cái Bitcoin để gia tăng. Do vậy pha loãng cái việc mà mua ở nhiều vùng giá thấp nó sẽ tốt hơn. Do vậy nếu trong trường hợp chúng ta mua ở một hiệp đấu là 20 con thì chúng ta biết làm thế nào để chúng ta bình quân giá được của 20 con đó. 20 con đó cả thị trường đỏ thì chúng ta không thể mua được tiếp. Do vậy là việc mua 2 hoặc 3 con là tốt. Do vậy là chúng ta phải hiểu được cái hiệp đấu đó là gì. Hiệp đấu là tỷ lệ bình quân giá được bao nhiêu, tỷ lệ chờ đợi được bao nhiêu. Chúng ta hãy nhớ rằng có rất nhiều người đầu tư khi Bitcoin nó từ 1.200 xuống 600, tức là cũng quá nửa, và bây giờ cũng đang ở dạng như vậy, từ 20.000 chúng ta xuống còn 10.000 cũng là một sự mệt mỏi. Nhưng mà người ta có biết được rằng là 1.200 xuống 600 cũng là như vậy, 1.200 xuống 600 cũng như vậy, Ripple cũng vậy, từ 0.3 xuống 0.1 cũng như vậy. Vậy thì người ta đa dạng hóa cái giá, đấy là yếu tố quan trọng. Do vậy trước khi chúng ta chơi, chúng ta phải biết được hiệp đấu của chúng ta được xác định như thế nào, dài hơi hay không, lâu dài hay không, vốn hóa của chúng ta ra sao thì chúng ta phải hiểu tâm lý bản thân đã. Tâm lý của bạn nóng giận, chúng ta sẽ đánh vội vàng. Tâm lý lì đòn, lì lợn thì kệ nó, mặc kệ đời. Tâm lý của bạn hồi hộp, chúng ta đi vay hoặc chúng ta bị áp lực về tiền thì chúng ta lại có những cái xử sự nó rất là khác. Do vậy, cuộc chơi của chúng ta là phải hãy hiểu bản thân hơn, sau đó là hiểu về đầu tư. XRP, đây là một cái tài sản mà nó duy nhất được đánh giá là vốn hóa có thể lên hơn Bitcoin. Và nó cũng có thể cho chúng ta biết được rằng là một trong những cái đồng tiền được ngân hàng kiểm soát, và rất nhiều cái nó sẽ tránh được cái yếu tố về đầu cơ, về cái vấn đề đen đỏ, về vấn đề rửa tiền. Do vậy XRP là một trong những phương tiện thanh toán rất tốt. Trong một giờ ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy việc xuống đáy đã đâm thủng của 8049 nó đã không xảy ra, và nó sẽ hồi, nó hồi rất là mạnh mẽ, sau đó lại xuống, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta lại nhìn thấy ở cái điểm mua 2 đối với Ripple. Do vậy cuộc chơi của chúng ta Ripple vẫn là canh mua giá thấp. Nếu ai mua được ở vùng thấp cũng rất là tốt, đa dạng hóa các vấn đề mức giá là chúng ta cho cái việc là mua Ripple ở các cái vùng giá thấp như thế này. Ở cái vùng thấp nhiều chúng ta cũng có được cái điểm pivot, đúng không ạ? Canh mua cái vùng giá thấp để chúng ta có được cái sự chinh phục lên trên. Đối với giá Satoshi, chúng ta có thể nhìn thấy là giá Satoshi hiện tại đang rất là thấp. Nhưng mà giá USD chúng ta sẽ nhìn rõ hơn, nó ở vùng 0.6. Nếu những ai mua ở 3 đô thì rất là nguy hiểm rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ đa dạng hóa ở nhiều mức giá khác nhau. Vậy thì lúc này đây, trong dài hạn, chúng ta hãy xem trong dài hạn một ngày, Ripple vẫn đang vùng giá thấp. Điều gì sẽ làm cho chúng ta thấy Ripple quyến rũ hơn? Nghĩa là vùng giá thấp được được định vị ở vùng 0.6. Chúng ta có thể mua ở 0.5, đối với mức cản gần nhất của giá là 0.577. Mức cản sâu nữa chúng là 0.44. Do vậy là việc dạo chơi của Ripple chúng ta phải xác định rõ ràng là 0.44 cũng là một trong những cái yếu tố mà giá có thể lên nếu bình quân giá tốt. Ngược lại, trong dài hạn, trong trung hạn, trong ngắn hạn chúng ta cũng có thể gom được. Ngược lại nữa là chúng ta sẽ phân tích đến chart. Chart trong dài hạn cũng 4.7 và vùng 4.3 người ta bảo là mua để cho tạo ra các vùng đáy. Vậy đây cũng là một trong yếu tố để chúng ta có thể lướt một cái sóng ngắn, chúng ta mua chart. Chúng ta lại tiếp tục đến với ETC. ETC sẽ đưa ra các cái giải pháp là trong vùng 13. Tôi nhớ rằng là 14 chúng ta có thể mua được rất nhiều, và 15.6 đã dừng chinh phục, và từ đó đến 18.5, và lúc này đây vẫn là một cái vùng mua rất tốt đối với ETC. Các cái đồng tiền trong top hiện tại đang về mức giá thấp, nó vẫn đang ở trong cái đà xuống D1 trong dài hạn. Tuy nhiên là vùng này nó tạo ra một cái hình lưỡi cày, chưa tạo ra vùng đáy ở uốn lượn có một cái lưỡi rõ ràng, thì chúng ta sẽ phải xem xét ở các vùng, ở các mức sâu đối với US. US 4.9 là một trong vùng rất là tốt để chúng ta có thể gom vào. Ichimoku lúc này đang dày ra, đúng không ạ? Báo hiệu một xuống chưa thể lên ngay được, nhưng mà đi ngang.
chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong ngắn hạn, đối với 1 giờ đối với US. US tạo ra một cái xu hướng hiện tại đi ngang và đang đi có phần đi xuống. Đi ngang sau đó đi xuống. Và giải Bollinger Band đang hẹp, báo hiệu một xu hướng đi ngang. Giá nằm dưới đám mây Ichimoku báo hiệu một xu hướng xuống sẽ xảy ra. Và nó sẽ hồi về đường giữa Bollinger Band, tức là gì ạ, vùng 5.1 là một trong những yếu tố gì ạ, phá vỡ của US. Từ đó chúng ta bắt đầu thấy rằng chart US và XRP là ba cặp trong một hiệp mà chúng ta có thể gom vào để chúng ta bình quân giá. Vậy thì người mới có cái xu hướng là theo dõi mức giá, người cũ đang nắm giữ ở mức giá sâu thì bắt buộc là phải gia tăng số lượng coi thông qua cái vùng giá thấp để trường hợp khi nó hồi thì chúng ta sẽ sớm hòa vốn và lỗ bớt đi, sau đó chúng ta kiếm lời. Bởi vì sao ạ? Cuộc chơi là dâu hâu hâu dài hạn, cuộc chơi là gì ạ? Bình quân giá ở các cái mức giá khác nhau, đặc biệt là bình quân giá được số lượng coi nhiều ở mức giá thấp, lập tức nó sẽ cứu vãn được các cái tình trạng của chúng ta. Chỉ cần vốn hóa tốt, chỉ cần gì ạ, coi market cap tốt, chỉ cần gì ạ, niềm tin của tiêu dùng đối với coi tốt, chắc chắn là gì ạ, lượng vốn nó sẽ đổ vào. Đấy là cái mà chúng ta có thể lạc quan. Còn cái việc mà chúng ta gì ạ, tìm hiểu về ADA tiếp theo, đúng không ạ? Chúng ta vẫn nhìn thấy các cái cuộc chơi của ADA là một trong những cái sàn rất là nhiều sàn cung cấp là 0.02, và ADA vẫn là một trong những coi tốt để chúng ta có thể bình quân giá tiếp theo. Binance ở vùng 8.8 đã có rất nhiều người mua ở 6 và lên đến 12, và có rất nhiều người mua ở 8 và lên đến 16. Do vậy là gì ạ? Chúng ta vẫn tin tưởng ở coi của sàn năm 2018. Vậy thì bản tin của các coi tổng hợp, chúng ta sẽ có được các coi của sàn ví dụ như BNB, các coi của Masternode ví dụ như Dashcoin, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là các cái coi của một số các cái thông tin về coi về top. À, ví dụ như là ADA, XRP, chat, chúng ta sẽ có được cái bản tin như thế để chúng ta có thể gì à, học và chúng ta đa dạng hóa. Những người mới thì rất là tuyệt vời đối với vùng giá thấp, những người cũ chúng ta có thể gì à, gia tăng được cái điểm hòa vốn của chúng ta. Thì đó là cái cách để chúng ta có thể nhận được nhiều các cái bản tin cũng như là một số các cái cách và phương pháp chơi coin, các cái chiến lược coin cho nó tốt. Để có thêm thông tin, chúng ta đăng ký ở Zalo 0987732228. Và để thêm các cái tư vấn, chúng ta có thể đăng ký jcoin.edu.vn hoặc là kỷ nguyên tiền điện tử.com. Xin được cảm ơn mọi người.